Minh được Tường Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, vận may ập đến, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, trúng số giàu thua, đổi đời như ý, xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chuẩn xác, sự thật bất ngờ vận mệnh cuộc đời của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, từ tuổi 55 đến thời đổi vận, qua cơn bĩ cực tới hồi Thái Lai, tạm biệt cuộc sống nghèo khổ, hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý, hậu vận giàu sang, an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Canh Tuất 1970 thân mến, nhân gian thường nói, nếu muốn biết quá khứ, hãy nhìn hiện tại, nếu muốn biết tương lai ra sao, thì hiện tại sẽ trả lời, kiếp nhân sinh cho ta thấy rằng, số phận và đường đời căn bản của mỗi người quả thực được quyết định từ trước khi sinh ra. Dựa theo quy luật nhân quả luân hồi và nghiệp báo muôn đời thì bạn sinh ra giàu hay nghèo, bố mẹ, anh chị em, người thân trong tương lai là ai đều đã được quyết định sẵn, chỉ chờ đến thời điểm sẽ xuất hiện. Dựa trên căn nguyên từ nhiều đời, nhiều kiếp, các nghiệp quả phải trả và phúc đức là do chính bạn tạo nên, như vậy, tâm thế nên có, không phải là ganh đua để hơn thua với người khác, mà là tâm thế thản nhiên, đón nhận mọi điều mình có, thắng không kiêu, bại không nản, bởi nguyên nhân thành hay bại có thể vốn được quyết định từ trước khi bạn sinh ra ở đời này. Mới đây nhất, theo các nhà tử vi học phương Đông tiết lộ, thì từ 55 tuổi, quý mệnh chủ tuổi Canh Tuất sinh 1970, nhiều khó khăn trong vận trình hung tinh chờ trực giáng xuống đầu, tuy nhiên cũng sẽ có được rất nhiều những cơ hội vàng nếu nắm bắt được, thì quý mệnh chủ sẽ xoay chuyển được vận mệnh của mình, nhờ đó mà tiền bạc kéo đến ầm ầm, cuộc sống hàng ngày dư giả tiền tiêu, giàu sang hết phần thiên hạ. Vậy cơ hội vàng đó là gì? Vận trình của tuổi Canh Tuất sinh 1970, từ 55 tuổi sẽ có biến động ra sao? Mời quý khán giả hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Đầu tiên là đôi nét về tính cách của người tuổi Canh Tuất 1970. Canh Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị phẩm chất của con người mình. Dù làm việc gì, Canh Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể. Người tuổi Canh Tuất là những người thích cho đi, họ yêu thương, quan tâm tới mọi người, bằng sự chân thành, họ thường trở thành nguồn khích lệ tinh thần của người thân, bạn bè. Khi hợp tác làm ăn cho dù là kinh doanh hay làm nghệ thuật, họ không bao giờ theo đuổi danh tiếng và tiền bạc đến mức quên mọi thứ khác, họ cần một mối quan hệ tốt đẹp và đôi bên cùng thắng. Với sự nhạy cảm sẵn có, Canh Tuất thường áp dụng chúng cho việc sáng tạo, trong các lĩnh vực phát huy được khả năng sáng tạo của mình. Họ sẽ luôn tỏ ra là nhân viên xuất sắc, thậm chí sẽ là người chủ tuyệt vời, chỉ với một điều kiện duy nhất là họ phải có hứng thú với ngành nghề đó. Việc bồi dưỡng để có năng lực tổ chức sẽ ngốn rất nhiều thời gian cũng như sức lực của họ. Người tuổi Canh Tuất có thể làm rất tốt công việc thủ quỹ trong ngân hàng hoặc trong các cửa hàng. Tuy nhiên, vì không thích những công việc đơn điệu, nhàm chán, nên họ sẽ không thấy thoải mái, hài lòng khi làm những việc kể trên. Nếu ai đó thuê một nhân viên là người tuổi Canh Tuất, thì người này sẽ không phải lo lắng đến chuyện nhân viên của mình đi muộn về sớm, quên ghi nhật ký bán hàng hay những vấn đề tương tự khác. Họ ý thức được tầm quan trọng của đồng tiền nên sẽ hết sức thận trọng trong việc quản lý tiền bạc, hạn chế đến mức tối đa các khoản chi tiêu không cần thiết. Canh Tuất còn có khả năng chỉ huy việc xây dựng những công trình lớn hoặc có thể trở thành những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Họ sẽ thử sức mình trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau như buôn bán đồ cổ, hàng thủ công mỹ nghệ, làm đại diện hoặc tổ chức các triển lãm nghệ thuật. Họ có khá nhiều hứng thú với việc kinh doanh, nhưng nghề trang trí nội thất mới thực sự giúp họ phát huy được hết những sở trường của mình. Canh Tuất thường có tình cảm rất phong phú và khá nhạy cảm,
Họ cũng hiểu biết nhiều về tình yêu và có thể xem là bậc thầy trong lĩnh vực này. Họ yêu người bạn đời của mình và sẽ cố gắng hết sức để xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Họ thích cuộc sống gia đình và luôn tìm được trong đó cảm giác an toàn. Nếu mất đi cảm giác này, họ sẽ cảm thấy lo lắng, bất an. Họ cũng theo đuổi tình yêu chân thành một cách nồng nhiệt và nếu không thể có được điều đó thì sẽ cảm thấy rất bứt rứt, khó chịu. Nam giới tuổi Canh Tuất nổi tiếng là thông minh, sắc sảo, có khả năng xử lý những tình huống khẩn cấp bất ngờ và phân biệt được rõ đúng sai, biết điều gì nên và không nên làm. Những ước mơ, hoài bão luôn tồn tại trong con người họ như một ngọn lửa âm ỉ. Chỉ cần tìm thấy thời cơ thuận lợi thì ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy mãnh liệt. Một khi đã làm việc thì tập trung cao độ và cố gắng hết mình. Chừng nào chưa hoàn thành nhiệm thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của người tuổi Canh Tuất đó là không biết kiềm chế cảm xúc của mình. Bản thân có thể nổi giận với đồng nghiệp bất cứ lúc nào. Dù cơn nóng giận ấy sẽ nhanh chóng qua đi, nhưng điều đó đã khiến người khác bị tổn thương. Đối với tuổi Canh Tuất thì gia đình và danh dự là hai điều đáng quý nhất của một con người. Dù có bận rộn đến mấy với công việc thì cũng vẫn sẽ dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm lo cho những người thân xung quanh mình. Vì trong những lúc khó khăn, chính tình cảm gia đình, bạn bè sẽ là nguồn động lực duy nhất tiếp thêm sức mạnh và nghị lực để có thể vượt qua được gian nan thử thách. Nam mệnh thời thơ ấu gặp phải nhiều khó khăn, nhưng càng trưởng thành thì cuộc sống càng ổn định, an nhàn, trong cuộc đời gặp nhiều may mắn, thuận lợi, đặc biệt là về đường công danh sự nghiệp. Nam mệnh tuổi Canh Tuất sinh 1970, sống lương thiện, tốt bụng, bởi vậy về già được hưởng phước lộc trời cho. Những người tuổi này đa số được hưởng thọ lâu dài, trong khoảng 75 tuổi đến 90 tuổi, nếu làm nhiều việc thiện giúp đỡ người khó khăn thì sẽ gặp nhiều may mắn, được trời phú cho sức khỏe thể chất tốt, cả đời không lo bệnh tật. Phụ nữ tuổi Canh Tuất là những người nhanh nhẹn, hoạt bát và năng động. Họ thích tham gia những hoạt động tập thể, trở thành tình nguyện viên để giúp đỡ những người gặp khó khăn. Cô nàng này rất coi trọng vẻ bề ngoài, sẽ không bao giờ thấy họ ra khỏi nhà trong bộ dạng luộm thuộm, xấu xí. Vì là những người giỏi giao tiếp, cho nên phụ nữ tuổi Canh Tuất có nhiều bạn bè yêu quý. Tin tưởng nếu có một người bạn tuổi Canh Tuất thì sẽ luôn cảm thấy được an toàn và tin cậy, bởi vì tuệ đối sẽ không bao giờ phản bội mối quan hệ này. Tuổi Canh Tuất sẽ cảm thấy hòa hợp với tuổi Ngọ, tuổi Thân, tuổi Hợi, tuổi Tỵ và ngược lại sẽ không thích hợp với tính cách của những người tuổi Thìn, tuổi Dậu. Nữ mệnh tuổi Canh Tuất sinh 1970, số mệnh khổ trước sướng sau. Từ khi sinh ra cho tới lúc trưởng thành, cuộc sống có nhiều khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, về già cuộc sống được cải thiện lên rất nhiều, có vận may về con cái, sống hạnh phúc, an nhàn bên gia đình và người thân. Tổng kết, nữ tuổi Canh Tuất cả cuộc đời tuy phải chịu nhiều vất vả, khổ cực, thế nhưng về già sẽ được đền bù xứng đáng, cuộc sống vô lo vô nghĩ, hạnh phúc bên con cháu. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của cuộc đời tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, cụ thể như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Người tuổi Canh Tuất có được cuộc sống, cuộc đời khá mạnh mẽ về tiền tài, càng về sau càng làm ăn phát triển thịnh vượng, vốn là những người thông minh, hiểu thiên cơ là được trang bị kiến thức, thế nên trong hoàn cảnh nào họ cũng làm ra tiền bạc và hoàn thành công việc được giao một cách xuất sắc. Đối với người tuổi Canh Tuất làm nghề kinh doanh, buôn bán, tuy bận rộn lo toan, vất vả, song lộc đến khá lớn, trong đầu tư kinh doanh phải kiên trì tích lũy, tích tiểu thành đại mới thành công. Về điền sản, người tuổi Canh Tuất nhờ tích lũy mà sẽ có nhà cửa khang trang, có người nhờ gia sản tổ tiên để lại, có người nhờ chồng con mà có. Cuộc đời của những người tuổi Canh Tuất cũng gặp nhiều gian truân, khổ ải mới thành đạt và đặc điểm tâm lý là rất thích đi rong chơi, du lịch đó đây và những chuyến đi du như thế thì mới thỏa thích. Tóm lại, người tuổi Canh Thố mưu cầu hạnh phúc, thành đạt trong cuộc đời, phải chú ý ngăn ngừa, khống chế các nhược điểm sau đây. Để phòng khuynh hướng mù quáng trong kinh doanh, tránh ngoan cố bảo thủ, mà hãy nên lắng nghe ý kiến của người khác, phải có thời gian kiểm nghiệm, quan sát, tránh vội vã sẽ mang vạ vào thân, tránh sĩ diện khi làm việc, sai sót lại không dám nhìn thẳng vào sự thật để rút ra bài học. Nhìn chung, người tuổi Canh Tuất không mấy nhàn hạ, mà phải lao động cật lực mới có được, song không ít người ở tuổi này có tài năng phi phàm, thậm chí có người trở thành chính khách nguyên thủ quốc gia hoặc nhà nghiên cứu có tên tuổi. Nam mệnh tuổi Hợp làm ăn, tuổi Canh Tuất tính tình thẳng thắn, trung thực, làm việc chăm chỉ, cần cù. Nếu muốn công việc làm ăn thuận lợi, phát triển hơn, nam mệnh Canh Tuất nên hợp tác làm ăn với những người tuổi Kỷ Mùi, Bính Thìn, Canh Tuất. Tuổi Đại Kỵ, trong cuộc đời lựa chọn tuổi kết hôn, tuổi làm ăn là rất quan trọng. Điều đó có thể ảnh hưởng gián tiếp đến tài lộc, con đường thành công,
và cuộc sống sau này của mỗi người. Những người tuổi Canh Tuất nên tránh những tuổi Giáp Tý, Ất Sửu, Canh Ngọ, Bính Tý, Đinh Sửu, Mậu Ngọ, bởi đây là những tuổi xung khắc, nếu kết hợp sẽ gây đến tai họa cho cả hai bên. Ngày giờ xuất hành, hợp nhất trong làm ăn thì thành công phần lớn quyết định là ở tính cách, khả năng của từng người, những yếu tố may mắn cũng rất quan trọng. Bởi vậy, lựa chọn giờ xuất hành khởi đầu cho một công việc, dự án nào đó là điều rất cần thiết. Nếu xuất hành vào giờ tốt thì công việc làm ăn càng thêm thuận lợi, mọi việc được như ý, trăm trận trăm thắng. Còn ngược lại, nếu xuất hành vào giờ xấu thì dù có cố gắng chăm chỉ nhưng kết quả thường không được như ý muốn. Những người tuổi Canh Tuất muốn làm ăn thuận lợi, suôn sẻ, phát triển thì nên xuất hành vào giờ lẻ, ngày lẻ, tháng chẵn. Nữ mệnh tuổi Hợp làm ăn, lựa chọn những người tuổi Hợp để cộng tác làm ăn, không những sẽ làm công việc, sự nghiệp phát triển nhanh chóng, thuận lợi, suôn sẻ, luôn gặp may mắn mà nó còn giúp ích rất nhiều trong việc tăng cường những mối quan hệ tốt đẹp. Dưới đây là những con giáp sẽ giúp ích rất nhiều trong việc thu hút nguồn tài chính, nếu như Canh Tuất hợp tác làm ăn với họ, đó là Canh Tuất, Bính Thìn và Kỷ Mùi. Tuổi Đại Kỵ cần phải cẩn trọng khi chọn để kết hôn hay hợp tác làm ăn với các tuổi Quý Sửu, Giáp Dần, Canh Thân, Ất Sửu, Bính Dần, Mậu Thân và Nhâm Dần, bởi vì nếu kết hợp với các tuổi trên thì làm việc gì cũng khó khăn, gặp nhiều cản trở. Ngày giờ xuất hành hợp nhất với nữ Canh Tuất khi làm một việc gì đó thì nên chú ý tới thời điểm xuất hành để giúp tăng thêm sự may mắn, thuận lợi, đạt được kết quả như ý muốn. Theo tử vi chọn đời thì nữ tuổi Canh Tuất nên chọn những ngày lẻ, tháng chẵn, giờ chẵn khi muốn thực hiện giao dịch hay ký kết một hợp đồng nào đó thì sẽ rất tốt. Xét về phương diện tài lộc. Tài lộc của người tuổi Canh Tuất không thể nói là từ trên trời rơi xuống, mà đều là những đồng tiền mồ hôi, nước mắt, là công sức khổ cực tự bản thân làm ra. Nếu theo nghiệp kinh doanh, thì khi kết giao bạn bè nên chọn mà chơi, đừng thân thiết với những người tâm cơ thực dụng, mà hãy nên kiên nhẫn, bình tĩnh, không nóng vội, lấy thủ làm công, lấy lui làm tiến. Vốn là người ngay thẳng, trọng chữ tín, nên đôi khi bị quên mất việc phải đề phòng người khác, mà lại luôn đặt chọn niềm tin cho đối phương. Nên nhớ, thương trường là chiến trường, vì trên thương trường không có tri âm, tri kỷ, càng không có anh em, bạn bè. Người tuổi Canh Tuất hiểu giá trị của đồng tiền, quý trọng công sức của bản thân, cho nên không bao giờ tiêu xài hoang phí, họ hiếm khi nổi hứng mua sắm tiêu tiền vào những thứ không đâu. Tiền của làm ra được dùng để tiết kiệm, coi việc nhịn ăn nhịn mặc để tiền bạc nhiều thêm làm niềm vui và cố gắng phát huy hết mức. Bản thân mệnh cách tuổi Canh Tuất đã có số vượng tài, đặc biệt là từ 55 tuổi sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ. Quý mệnh chủ hãy cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này, công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng, chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài. Muốn có hoạnh tài bất ngờ thì có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc hay bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì cũng hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt, có như thế thì mới đạt được nhiều thành công. Từ nay trở đi nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Nếu chưa sắp xếp được thời gian thì hãy dồn công sức cho một việc, có như thế thì thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Dù hứa hẹn có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, thế nhưng tuổi Canh Tuất cũng nên có phương châm tích lũy và tiết kiệm, làm giàu hết sức. Có thời điểm tuổi Canh Tuất sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực về tài chính, cả khách quan và chủ quan, tuy nhiên, ảnh hưởng không quá lớn. Quý mệnh chủ vẫn có thể tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người, quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Xét về phương diện sức khỏe. Người tuổi Canh Tuất ngũ hành thuộc thổ, thường dễ mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, bệnh dạ dày. Hãy nên chú ý thói quen sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ, chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao, tăng cường thể lực. Người tuổi Canh Tuất lại hay ghen ghét đố kỵ mà nổi nóng, vì thế cần phải chú ý giữ tinh thần thoải mái, tự mình kiểm soát cảm xúc của bản thân để giữ gìn sức khỏe. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Người tuổi Canh Tuất là những người sống rất thực tế và giản dị, họ hiếm khi lãng mạn, hài hước, thế nhưng hoàn toàn không phải là người cứng nhắc, nhàm chán, họ thường tham gia vào những hoạt động thể thao ngoài trời để thư giãn giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi. Nếu như đem lòng thương nhớ một ai đó, thì sẽ không vội vàng bày tỏ tình cảm của mình. Những người này cần có thời gian để tìm hiểu đối phương. Nếu mối quan hệ này thật sự hòa hợp, gắn bó, thì mới có thể mạnh dạn tỏ tình. Có thể nói họ là những người yêu bằng lý trí nhiều hơn con tim. Tuổi Canh Tuất dễ dàng chinh phục được đối phương nhờ sự chân thành, thân thiện, tốt bụng của mình. Vì luôn sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại, có thể hy sinh mọi thứ để người mình yêu được hạnh phúc,
dù vẻ bề ngoài khá lạnh lùng, nhưng lại là những người có trái tim ấm áp, chung thủy, tình yêu của họ ít thể hiện qua lời nói, mà qua từng hành động quan tâm, chăm sóc đối phương. Tuổi Canh Tuất mất nhiều thời gian để tìm kiếm cho mình một tình yêu đích thực, vì vậy, khi đã gặp được người tâm đầu ý hợp, thì họ sẽ trân trọng và yêu hết mình. Nếu kết hôn, thì họ sẽ dành nhiều thời gian để vun đắp chăm lo cho đời sống gia đình, tình cảm vợ chồng. Những người này rất biết nhường nhịn, lắng nghe và chia sẻ, vì vậy, mối quan hệ hôn nhân của họ rất hòa hợp, hạnh phúc. Đàn ông tuổi Canh Tuất sẽ là chỗ dựa vững chắc cho vợ con và những người thân xung quanh, họ sẽ không để bất kỳ ai xúc phạm, làm tổn hại đến danh dự, lợi ích của gia đình mình. Nếu kết hôn với đàn ông tuổi Canh Tuất thì cả đời sẽ có cuộc sống ổn định, bình yên, không lo thiếu thốn. Trong cuộc sống, không ai là người hoàn hảo và tuổi Canh Tuất thấu hiểu điều đó. Họ luôn cảm thông với những khuyết điểm của người khác và cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Dù người bạn đời của mình có nhiều nhược điểm đi chăng nữa thì vẫn luôn bao dung và che chở yêu thương. Tuổi Canh Tuất có cách thể hiện tình yêu của riêng mình, âm thầm mà sâu sắc, không vội vã, phô trương, tuy nhiên lại ít chia sẻ tâm tư, suy nghĩ tình cảm của mình cho người khác, kể cả là người yêu, điều đó khiến cho mối quan hệ dường như có một khoảng cách vô hình. Phụ nữ tuổi Canh Tuất dường như tôn thờ chủ nghĩa độc thân, vì vậy tình yêu thường đến rất muộn, tuy được rất nhiều người để ý theo đuổi. Nhưng những cô nàng này lại chẳng mảy may rung động, họ đang chờ đợi sự xuất hiện mẫu người lý tưởng với một tình yêu đích thực. Phụ nữ tuổi Canh Tuất rất thông minh, sau khi kết hôn họ luôn biết cách kiểm soát đúng mực, cân bằng cuộc sống của mình. Nếu muốn đường tình duyên gặp nhiều may mắn, thuận lợi, thì phụ nữ tuổi Canh Tuất nên mang trên mình những phụ kiện trang sức màu vàng. Đàn ông tuổi Canh Tuất hợp với màu đỏ, vì đó biểu tượng của sự mạnh mẽ và thành công. Nam mệnh Canh Tuất theo tháng sinh sẽ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định con đường tình duyên của tuổi Canh Tuất. Những người tuổi này sinh vào tháng 5, tháng 6 và tháng 9 âm lịch sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi tình cảm mới có thể tìm cho mình ý chung nhân sinh. Vào tháng 1, tháng 2, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch sẽ thuận lợi hơn, tuy nhiên tình duyên cũng có thể thay đổi từ 1 đến 2 lần. Con sinh vào tháng 3, tháng 4 và tháng 8 âm lịch sẽ gặp nhiều may mắn, được hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn. Nữ mệnh, nhân duyên của Canh Tuất nữ mệnh được phân thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào tháng 1 và tháng 7 âm lịch sẽ phải trải qua nhiều lần thay đổi trong chuyện tình duyên, có thể đến 3 lần mới chung sống hạnh phúc đến cuối cuộc đời. Những ai sinh vào tháng 2, tháng 5, tháng 6, tháng 9, tháng 10 và tháng 11 âm lịch thì chuyện tình duyên cũng phải thay đổi, ít nhất là 2 lần mới đến được bến bờ hạnh phúc. Những nữ mệnh Canh Tuất sinh vào tháng 3, tháng 4, tháng 8 và tháng 12 âm lịch là những người may mắn nhất vì không phải trải qua sự thay đổi nào trong tình duyên. Những người này sẽ kết hôn và sống trọn đời với ý chung nhân duy nhất của cuộc đời mình trong hạnh phúc viên mãn. Và ngay bây giờ sẽ là phần luận giải chi tiết vận trình lưu niên của người tuổi Canh Tuất sinh 1970, vận trình cụ thể như sau. Vận trình tử vi tuổi Canh Tuất 1970 gặp năm Tý. Người tuổi Canh Tuất có thể sẽ gặp phải nhiều điều không như ý muốn trong năm này, đặc biệt là trên phương diện tình duyên, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn với nhau. Quan hệ đôi bên có lúc tốt, lúc xấu, cần phải lưu ý kẻ thứ ba xuất hiện, phương diện sự nghiệp, tài lộc có khá khẩm hơn, song có làm gì thì cũng vẫn cần cân nhắc kỹ càng. Vận trình tử vi tuổi Canh Tuất 1970 gặp năm Sửu. Vận trình tiếp tục có dấu hiệu đi xuống trong năm này với người làm ăn, kinh doanh, cần đặc biệt thận trọng với nguy cơ có kẻ tiểu nhân quấy phá. Hành sự chớ nên nóng nảy, hãy nói ít làm nhiều để đỡ vướng họa thị phi. Đến cuối năm may mắn có quý nhân trợ giúp thì sẽ có nhiều cơ hội để chuyển bại thành thắng. Vận trình tử vi tuổi Canh Tuất 1970 gặp năm Dần. Xem vận trình lưu niên của tuổi Canh Tuất, năm này khó thành đại sự, nhiều kế hoạch vướng phải khúc mắt chưa thể giải quyết nhanh chóng. Việc làm ăn kinh doanh thường xuyên phải chịu sự cạnh tranh gây gắt, kết bạn không cẩn thận thì sẽ bị lợi dụng hoặc lừa gạt. Năm này hãy nên chú ý hành thiện tích đức. Vận trình tử vi tuổi Canh Tuất 1970 gặp năm Mão. Năm này được chính quan soi chiếu mệnh, sẽ gặp đại cát đại lợi, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp nhiều người có cơ hội thăng quan tiến chức. Phương diện tình duyên thì cần cẩn trọng hơn, đặc biệt là với những người đã có gia đình, chớ vì một phút ham chơi mà hủy hoại hạnh phúc danh tiếng và sự nghiệp bản thân. Vận trình tử vi tuổi Canh Tuất 1970 gặp năm Thìn. Năm này vận trình lên xuống khá thức thường, việc làm ăn kinh doanh có biến động khá rõ rệt, quý mệnh chủ cần phải phân biệt rõ đâu là cơ hội
và đâu là nguy cơ để đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn, đồng thời cũng cần hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn dang dở, có như vậy ắt sẽ thu được lợi ích đáng mừng. Vận trình tử vi tuổi Canh Tuất 1970 gặp năm Tỵ. Xem vận trình lưu niên của tuổi Canh Tuất năm Tỵ thì người tuổi Canh Tuất có chức có quyền, cần chú ý giữ mình trong sạch, không nên tham lam kẻo vướng họa thị phi. Nửa cuối năm có tử vi cát tinh soi chiếu, sẽ gặp được nhiều điều cát lợi hơn, có thể nhanh chóng bắt tay vào công việc lớn, việc cầu tài lộc khá thuận lợi, đối tác đáng tin cậy, đối thủ giảm bớt. Vận trình tử vi tuổi Canh Tuất 1970 gặp năm Ngọ. Năm này tài lộc đại phát, làm đâu thắng đấy, thế nên có thể thu về nhiều khoản kha khá. Tuy nhiên, sức khỏe có dấu hiệu xuống dốc, chú ý không nên lao động quá sức. Điều cần lưu ý trong năm là tránh xa các mối quan hệ bạn bè, người thân độc hại, những kẻ ganh tị với thành công mà mình đạt được. Vận trình tử vi tuổi Canh Tuất 1970 gặp năm Mùi. Căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, kiếp tài chiếu mệnh, bản thân thường xuyên rơi vào cảnh lao tâm, lao lực, nhưng thành quả thì lại chẳng được bao nhiêu. Họa thị phi cũng xuất hiện liên tục, dễ bị rơi vào cảnh mệt mỏi, căng thẳng, nhưng may mắn cuối năm có các tin xuất hiện, sự nghiệp cũng ổn định hơn, họa hại cũng có dấu hiệu giảm bớt. Vận trình tử vi tuổi Canh Tuất 1970 gặp năm Thân. Xem vận trình lưu niên của tuổi Canh Tuất thấy rằng, nếu quý mệnh chủ chịu bỏ công sức ra lao động thì ắt không phải lo đến chuyện chi tiêu, thậm chí có nhiều cơ hội kiếm tiền tự tìm đến cửa. Nếu muốn mưu đại sự thì bản thân cần phải cân nhắc mọi khía cạnh kỹ càng, không nóng vội, hành xử lỗ mãng. Vận trình tử vi tuổi Canh Tuất 1970 gặp năm Dậu. Năm Dậu là một năm khá vất vả, nếu muốn gặt hái được thành công trong sự nghiệp thì ắt phải bỏ nhiều công sức, thậm chí gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Năm này, hãy nên biết hài lòng với những gì mình đang có, thuận theo tự nhiên, chớ nên cố gắng giành lấy những gì không thuộc về mình. Vận trình tử vi tuổi Canh Tuất 1970 gặp năm Tuất. Năm này, tuổi Canh Tuất có thể gặp được khá nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, gây ấn tượng với lãnh đạo, cần phải giữ bình tĩnh để phát hiện và nắm bắt các cơ hội. Tuy nhiên, trong năm sức khỏe có dấu hiệu xuống dốc, thường xuyên mắc phải các bệnh nhẹ, vì vậy cần chữa trị kịp thời, đồng thời chú ý đến việc rèn luyện thể dục thể thao. Vận trình tử vi tuổi Canh Tuất 1970 gặp năm Hợi. Nếu muốn gặt hái được thành công thì chớ nên giữ những tư duy cũ kỹ của mình và đi theo lối mòn, cần phải mạo hiểm dám thử thách bản thân để tìm ra hướng đi mới, vì có Thái Dương các tin nâng đỡ, trên thực tế, cơ hội để phát triển khá nhiều, vì thế hãy tự tin lên. Tiếp theo chương trình, xin mời quý khán giả hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào phần luận giải chi tiết về vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Vận mệnh của người tuổi Canh Tuất 1970 sinh vào tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch, tức tháng Giêng, rơi vào tiết Tân Xuân, người này vẫn chịu ảnh hưởng từ năm trước đó, tâm tính mềm mỏng, trọng tình cảm, nhìn chung thì cuộc đời không phải trải qua đại hạn, tai nạn gì lớn, bình an cho đến cuối đời, những năm đầu đời, cuộc sống không được như ý, cần phải nỗ lực hơn nữa để cải thiện số mệnh, sức khỏe tốt, là người thật thà, chân thành, có thể dựa vào chính sức mình mà làm nên cơ nghiệp, tuy nhiên, sẽ mất nhiều thời gian hơn những người có chỗ dựa vững vàng, người này được cha mẹ bao bọc nhiều, nên không có chí tiến thủ, không có nhiều mong muốn gây dựng sự nghiệp, chỉ muốn sống ổn định, không quá vất vả, người này thích hợp làm giáo viên, biên tập, nhân viên kỹ thuật. Trong chuyện tình cảm, dù là nam hay nữ, thì người này cũng rất nghiêm túc, họ thích tình yêu nhẹ nhàng, êm ái, không thích bị đắm chìm trong cuộc tình bỗng cháy, là người theo mẫu khá truyền thống. Khi theo đuổi tình yêu, cũng phải chờ tới khi thời cơ chín muồi mới hành động. Tuy nhiên, người này không đủ tinh tế để nhận biết tình cảm của đối phương, nếu yêu người bằng tuổi, sẽ dễ sinh mâu thuẫn. Vận mệnh của người tuổi Canh Tuất 1970, sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh chập, người này gan dạ, dũng cảm, dám nghĩ, dám làm. Tuy nhiên, có đôi khi họ bị nhận xét là tự cao tự đại và không xem ai ra gì. Nếu xét về tiếng xấu, thì người này hay bắt nạt, ức hiếp người khác, làm vui nhếch miệng, mọi chuyện đều muốn tốt cho mình. Song nhìn từ khía cạnh khác, đây là con người hướng ngoại. Một khi đã đặt ra mục tiêu làm gì, thì sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều mình muốn. Sống lạc quan, vui vẻ, nhân duyên tốt, được nhiều người yêu quý và giúp đỡ. Người này có sự nhạy bén mà không phải ai cũng có được, có trực giác và khả năng phán đoán rất chuẩn, là vũ khí tốt để họ đi tới thành công, được quý nhân phù trợ, con đường phía trước hanh thông, thuận lợi hơn gấp nhiều lần,
Có điều, cũng có lúc người này trở nên chủ quan, khinh địch, dẫn tới thất bại, tin người quá mức, không có kế hoạch rõ ràng cho những việc cần làm, nên thường thất bại, mặc dù đã bỏ nhiều công sức ra trước đó. Vận mệnh của người tuổi Canh Tuất 1970, sinh vào tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch trùng với tiết Thanh Minh, người này thông minh, có bề ngoài hấp dẫn, đa tài, đa nghi, cuộc sống hạnh phúc tự do tự tại. Người tuổi này khá giỏi và có khả năng kiếm tiền tốt, song lại khá nóng tính, dễ làm mất lòng người khác, tổ nghiệp phúc mỏng. Mọi chuyện phải dựa vào chính sức mình, là người thích dùng đầu óc để làm việc, được bạn bè, anh em giúp đỡ, sự nghiệp cũng nhờ thế mà dễ thành công hơn. Người này phân biệt rạch ròi giữa lý tưởng và hiện thực, không sống quá mơ mộng, tiền phong họ là người có tài về văn hóa nghệ thuật, cũng rất nhiệt tình với bạn bè, thích hợp làm nghề kiến trúc sư hoặc những công việc trong ngành dịch vụ. Vận mệnh của người tuổi Canh Tuất 1970, sinh vào tháng âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết Lập Hạ, người này có các tinh tử vi chiếu mệnh, là người đại phú đại quý, cả đời cơm no áo ấm, chẳng phải lo phiền, người này không có nhiều tham vọng, cũng không có chí hướng gì to lớn, chỉ muốn cuộc sống ổn định, an nhàn, di sản tổ tiên để lại không nhiều, nhưng được cha mẹ yêu thương, anh em hết lòng giúp đỡ, nên cuộc sống của người này khá thoải mái. Tính tình người này khá hòa nhã, sống chân thành, không phải trải qua sóng gió gì lớn, họ thích nói đạo lý, hay tìm tòi, học hỏi, có sự tự tin cao, người này khá hoạt ngôn, biết cách nói chuyện, để khiến người khác cảm thấy thoải mái. Vận mệnh của người tuổi Canh Tuất 1970, sinh vào tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là tiết Mang Trùng, người này được đại cát tinh phù trợ, vận tài lộc vượng, hậu vận an nhàn, đây là người tính tình thẳng thắn, chăm chỉ làm việc, họ ham học hỏi và hiểu biết rất nhiều, không vì lợi lộc mà làm chuyện xấu, từ nhỏ gia đình đã có điều kiện nên cuộc sống khá tốt, trung niên sự nghiệp thành đạt, tài lộc dồi dào. Người này có đầu óc linh hoạt, thân thiện, hòa đồng, chân thành với mọi người, song nhìn từ mặt khác, đây là người giỏi ăn nói, biết dùng lời nói để nịnh bợ, mua chuột các mối quan hệ, để có lợi cho mình, thường hay tươi cười, nhưng tâm tư sâu xa khó lường, người này không thích hợp làm lãnh đạo, mà có duyên làm thư ký, hay những công việc có tính chất tham mưu, góp ý cho sếp. Vận mệnh của người tuổi Canh Tuất 1970, sinh vào tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, người này thông minh, cơ trí, có tài ứng biến, song ăn nói thường thiếu suy nghĩ so với những người khác, bước khởi đầu trong đời khá thuận lợi, tuổi trẻ được cấp trên và trưởng bối nâng đỡ, đề bạt, nên được đảm nhận nhiều trọng trách lớn, dám nghĩ, dám làm, có lý tưởng, có chí hướng, song họ có thể sẽ đánh mất cơ hội phát triển của mình nếu trở nên tự cao, tự đại, không biết sống khiêm nhường. Họ là người ham xê dịch, thích du lịch, thích sống cuộc sống hào thoáng, nên chi tiêu thiếu kiểm soát, dễ rơi vào cảnh túng thiếu. Bạn bè tuy nhiều, nhưng không mấy thân thiết, người này lòng tự trọng cao, nên hiếm khi vay mượn, cũng chẳng tích lũy được gì. Vận mệnh của người tuổi Canh Tuất 1970, sinh vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch trùng với tiết Lập Thu, có dịch Mã động tinh chiếu mệnh, người này tiền bạc không thiếu, nhưng phải bôn ba khắp trốn, người này tính tình không cương, không nhu, không có tâm cơ, làm gì cũng có đầu, có cuối, song không được nhờ cậy gia đình nhiều, tiền vận vất vả, phải khổ tâm lao lực, gây dựng sự nghiệp. Đến tuổi 35, 36 tuổi thì sẽ hoàn thành nguyện vọng, khi 40 tuổi, mọi sự hanh thông, đến 50 tuổi sẽ ổn định cuộc sống, tài lộc không phải lo nghĩ. Là người có tài, có chí, không khuất phục trước khó khăn, đi tới đâu cũng được trọng dụng, nữ mệnh khó giữ bí mật, nam mệnh là người hiền lành, vui vẻ, đa sầu đa cảm, đường tình đào hoa vô số, song vì thiếu nhẫn nại mà khó tìm được ý chung nhân, dễ kết hôn muộn. Vận mệnh của người tuổi Canh Tuất 1970, sinh vào tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch trùng với tiết Bạch Lộ, người này thông minh, tài giỏi, được nhiều người ngưỡng vọng, được cha mẹ giúp đỡ nhiều, ra ngoài có quý nhân tương trợ, nên bước đường tương lai cũng thuận lợi hơn nhiều. Sự nghiệp phát triển nhanh chóng, tài lộc ùm đổ về nhà, cả đời không bao giờ phải lo túng thiếu, nếu theo con đường chính trị thì tiền đồ vô lượng, có địa vị cao và vững vàng. Tuy nhiên, tính cách người này có phần bốc đồng, dễ bị kích động, thiếu suy nghĩ mà làm chuyện đắc tội với người khác. Điều này có thể ảnh hưởng ít nhiều tới sự nghiệp, người này sống khá lý trí và khắt khe với người khác, bản tính hay suy nghĩ, thường lên kế hoạch hơn là hành động. Thích hợp làm công việc hậu cần, họ thường tính toán quá nhiều mà thiếu quyết tâm và dũng khí, nên nếu làm công việc tiền phương thì dễ thất bại. Khi đối mặt với kẻ địch, mỗi khi gặp phải khó khăn, trở ngại là dễ nản lòng, không có ý chí chiến đấu tiếp, tuy nhược điểm không ít, nhưng nhờ sự chu đáo,
tỉ mỉ, nên họ hoàn toàn có thể xoay ngược thế cờ. Họ được nhiều người yêu quý cũng là nhờ ưu điểm này. Vận mệnh của người tuổi Canh Tuất 1970, sinh vào tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tiết Hàn Lộ, người này được hoa cái cát tinh trợ mệnh, cuộc đời phú quý, tuy nhiên, tài lộc không phải lúc nào cũng dồi dào, tính tình cương nghị, quyết đoán, tài hoa trí tuệ hơn người, có lý tưởng, có chí hướng rõ ràng, được quý nhân giúp đỡ, nếu theo nghiệp quan trường thì có thể gây dựng được sự nghiệp to lớn. Tuy nhiên, cũng chính vì tính cách quá cứng rắn nên sẽ phạm phải sai lầm lớn trong công việc, cả đời họ sống thanh bạch, không coi trọng tiền tài, địa vị cao nhưng chẳng hề khoe mẽ, cũng chẳng có nhiều tiền bạc trong tay, thích hợp làm công việc nghiên cứu, đầu tư. Đây là người có tư tưởng cởi mở, thích khám phá những điều mới lạ, yêu ghét phân minh nhưng lại không giỏi ăn nói. Họ không quen đè nén cảm xúc, có chuyện gì cũng thể hiện ra nên dễ đắc tội với người khác. Người này dễ sa đà vào chuyện rượu chè, thích uống rượu nhưng vẫn biết điểm dừng, trí nhớ cực kỳ tốt, hiếm khi quên chuyện gì. Vận mệnh của người tuổi Canh Tuất 1970, sinh vào tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm là tiết lập đông, người này thẳng thắn, có tài, yêu công việc, họ không được cha mẹ, anh em giúp đỡ nhiều, tổ nghiệp phúc mỏng, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, có khả năng kiếm tiền tốt, thế nhưng lại không biết cách giữ tiền, giỏi ăn nói, giao tiếp xã hội tốt, biết phân biệt bạn tốt, bạn xấu, làm mẫu người hành động. Vận mệnh cuộc đời không đến nỗi nào, từ khi còn trẻ đã thành danh. Theo tử vi chọn đời, nữ mệnh đào hoa cực vượng, đi tới đâu cũng có người yêu kẻ mến. Song người này dễ bị hiểu lầm là hay lo chuyện bao đồng mà đắc tội với người. Trong cuộc sống hàng ngày, người này rất giản dị, không quá coi trọng vật chất, tuy nhiên khí chất hơn người. Có thể thấy đây là người cao sang, quyền quý, đối tượng kết hôn của họ cũng thường là xuất thân từ gia đình danh giá. Vận mệnh của người tuổi Canh Tuất 1970, sinh vào tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch trùng với tiết Đại Tuyết, người này tính tình nóng nảy, mồm nhanh hơn não, dễ đắc tội với người khác. Họ có tài thực sự, không sợ hãi trước cường quyền, làm gì cũng có trước, có sau, là người bao dung, độ lượng. Tuy nhiên, tài lộc của người này không nhiều, anh em người thân không giúp đỡ được mấy, phải tự dựa vào chính bản thân mình, càng đi xa thì càng dễ lập nghiệp. Tới 27, 28 tuổi sẽ gặp nhiều may mắn, khi tuổi 49 dễ gặp chuyện nguy hiểm. Người này có nhiều tham vọng và có óc quan sát tốt, đây vừa là ưu điểm, cũng vừa là khuyết điểm. Trong chuyện tình cảm, dễ sinh lòng nghi kỵ, ghen tuông, gây tổn thương cho cả đôi bên, thiếu sự quyết đoán khi đứng trước tình yêu, vì thế dễ lỡ mất lương duyên. Vận mệnh của người tuổi Canh Tuất 1970, sinh vào tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch, tức tháng Chạp, là tiết Tiểu Hàn, người này mệnh vinh hoa phú quý, hưởng hết mọi hạnh phúc trên đời, cha mẹ nâng đỡ, quý nhân phù trợ, trong gia đình ai ai cũng xuất sắc, vì thế người này không cần phải quá vất vả, cũng có được những gì mình muốn. Tuy nhiên, không phải vì thế mà họ ỷ lại, người này vẫn đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp của mình, chưa tới 40 tuổi đã vang danh bốn bể, tài lộc đầy nhà. Trong tình yêu, chỉ cần phát hiện được mục tiêu là họ sẽ hết lòng theo đuổi, dễ rơi vào lưới tình đến mù quáng, đánh mất lý trí. Quý vị thân mến, ở độ tuổi 55, đặc biệt Canh Tuất 1970 cần phải hết sức chú ý, dù có giàu nứt vách, cũng không vào ba cửa, làm được phiền nhiễu tránh xa, lợi lộc tìm đến. Cửa thứ nhất, sòng bạc. Người xưa có câu, cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết cha chân vào cùng, có thể hiểu cờ bạc là thứ độc hại, có thể gây nghiện, nhưng lại chẳng mang đến lợi lộc gì cả. Một khi đã đâm đầu vào thì khó mà dứt bỏ ra được, cờ bạc vốn có sức mê hoặc, khi đã thắng lại muốn thắng thêm, khi thua lại mang tâm lý muốn gỡ gạc lại. Cứ như thế, chúng ta bị lạc vào một vòng tròn luẩn quẩn không thể thoát ra được. Một khi đã mê cờ bạc, người chơi đều tin tưởng rằng mình sẽ thắng, nhưng cuối cùng họ đều rơi vào cảnh khốn cùng, nợ nần chồng chất, tan cửa nát nhà, dính vào cờ bạc. Thì dù có giàu sang đến mấy cũng nhanh chóng tiêu tan, nhiều người còn mất hết tất cả chỉ sau một đêm, cuối cùng phải chọn cách tiêu cực để kết thúc cuộc đời. Cửa thứ hai, nơi thị phi. Cuộc sống vốn ẩn chứa vô vàn điều mới mẻ, kích thích nhiều sự hiếu kỳ của mọi người, ai cũng muốn được học hỏi và khám phá những điều mới lạ. Có người thích nơi yên ả, nhưng có người lại thích chốn lao sao, thế nhưng một khi đã sa chân vào chốn thị phi, sẽ khiến bạn rước về hàng loạt rắc rối và phiền não không đáng có, thêm một việc không bằng bớt đi một việc, người ta muốn tránh còn chẳng được, bạn lại đâm đầu vào làm gì. Sống ở đời, tốt nhất nên hạn chế đi quản những chuyện không liên quan đến mình, nếu không đến lúc hối hận thì cũng đã muộn. Làm được những điều này, cuộc
cuộc sống sẽ bình yên, phúc khí và may mắn tìm đến, còn tai họa và rắc rối sẽ bớt đi. Cửa thứ ba, trốn trị lạc. Giống như cờ bạc, những chốn phong hoa quế nguyệt và ăn chơi trị lạc thường không mang đến bất kỳ lợi lộc gì, thậm chí còn kéo theo vô vàn rắc rối về sức khỏe, tài chính và hạnh phúc gia đình. Để có được thành công như ngày hôm nay, bạn đã phải tốn rất nhiều công sức, nên đừng chỉ vì một phút yếu lòng mà đánh đổi tất cả. Cũng giống như cờ bạc, những chốn trị lạc này một khi đã bước chân vào thì khó mà dứt ra được, nó khiến sức khỏe sa sút, tiền tài tiêu tan, gia đình cũng ly tán. Nếu việc làm của bạn người khác biết được, bạn sẽ đánh mất nhân phẩm, danh dự bị xấu đi. Vì thế, hãy tránh xa nơi này càng sớm càng tốt, một khi đã dính vào thì hối hận cũng không kịp. Quý vị thân mến, sống ở đời, dù giàu hay nghèo, dù sang hay hèn, dù khôn hay dại, dù tốt hay xấu, ai ai cũng muốn được sống sung sướng, hạnh phúc, quả thì ai cũng muốn được tốt đẹp, nhưng mà nhân thì chúng ta không chịu gieo. Phật dạy, dù chúng ta có lên núi cao hay trốn xuống vực thẳm, cũng không thể nào tránh được nghiệp quả khi đủ nhân duyên. Do chúng ta đã tin sâu về nhân quả, luôn cẩn thận và có sự quán xét trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Nguyên nhân đưa đến khổ đau không phải do hoàn cảnh, không phải do người khác, mà chính tự nơi mình đã gây ra. Vì mải chạy theo vật chất, tham đắm sắc dục, chúng ta lãng quên đi việc tu dưỡng thân, tâm mình. Chúng ta nên luôn sợ hãi với quả báo, quyết không làm điều ác, tránh xa tội lỗi, niềm tin nhân quả. Sự sợ hãi quả báo trong đời này và những đời sau sẽ góp phần tác thành nên nhân cách, đạo đức cho mỗi người. Xã hội sẽ bình an, thiện lành và phát triển ổn định hơn khi mỗi người đều có nhận thức đúng đắn về nhân quả và nghiệp báo. Ta không phải nghĩ tới điều gì quá lớn lao, xa vời, đơn giản là thực hành nhân quả từ trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như với đồ dùng của người khác. Khi chưa được sự đồng ý của họ mà ta tự lấy dùng hoặc chiếm đoạt đều thuộc về tội trộm cướp, thậm chí đó là cây kim, sợi chỉ hay cái tăm đều đã được ghi nợ và có lãi suất, nên đừng xem thường, dù là một việc xấu mà ta nghĩ rằng nó nhỏ xíu và không đáng. Đặc biệt quả báo quỵt tiền người khác rất đáng sợ, vì thế có nợ tiền ai nhất định phải trả, đừng để đến khi tiền bạc bao nhiêu năm tháng chất chiêu dành dụm đội nón ra đi mới lội ngược dòng. Để tìm ra những điều mình đã phạm sai lầm thì cũng đã muộn màng, thế nhưng hãy nhớ rằng chẳng bao giờ muộn để sửa sai. Dù bạn đang ở tuổi 70, 80 đi chăng nữa, vì những gì bạn đang làm vẫn đang kết trái cho tương lai, cho muôn kiếp sau của chính mình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.